vô chuẩn bị chắc đặt sẵn rồi đó, vô năm đầu ra đúng giặt ra luôn. Đầu ra xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở đường Nguyễn Văn Linh thì nơi này là hướng xe chạy này là từ quận 7 về cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì đây là một trong những cựu chiến binh của lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thì hiện tại ông thường là hành khách ở đây. Mấy tháng trước con có đi ra đây mà không thấy chú đặt bệnh nằm bệnh viện An Bình đó, ra nằm bệnh viện An Bình thứ về cho chú uống chút rồi không nó mà nó tiền mà đó là gặp chú là khoảng 5-6 tháng trước. Đây là còn cây cho chú đứng cái cây vậy vậy gì đây 27 nè, ở dưới âm lịch là 13 tháng 10 đó, 27 tháng 11 là đứng 100 ngày. Dạ dạ, nó ngồi đây nãy giờ ai cho gì rồi cũng cũng cơm giấy rồi chưa được bánh mì cũng giấy rồi rồi chưa rồi đậu ai trắng rồi rồi cho và sáng giờ tôi cho đi cho rồi cho bánh mì ăn đi sáng giờ được nhiêu tiền rồi dạ sáng giờ được nhiêu tiền rồi cái mấy chục ra còn ngày tiếp tục như 300 mà đúng không dạ mà giờ cũng có đây bây giờ đi giờ mới giờ cũng có bây giờ cao cũng chừng trăm mấy rồi. Vậy chú ở nhà hay là ở chợ? Ở chợ. Qua ở phòng chợ. Vợ gần cái tháng rồi cái tiền đánh được phòng chợ người kia thiếu đạn thắng rồi để ngăn lũ rồi người kia đại bị dịch rồi vợ người kia tính rồi bảo dịch thì mình chưa vô người kia giờ làm cái tiền người ta làm nó khó khăn cho tôi đã cho sáng là mấy giờ chứ mới ngồi đây còn tới mấy giờ ngồi tới 5 tiếng giờ và 5 tiếng giờ có 100 mấy rồi vậy bữa nào con tới con thăm nhà cô chú nha dạ phòng trọ dạ à thì với hồi trước chú nói con là chú là chú bằng cụ của lính Việt Nam Cộng Hòa đúng không để viên lịch chiến qua Nguyễn Thị Thiệu là Nguyễn Cao Kỳ ra là cho chú đồng có tướng là tướng của cũng như là ông tướng này nè trên cao cũng tranh tướng này Nguyễn Xuân Phúc à, đấy là ngày xưa chú đi tiểu quân lục chiến là chú đi si hay là kêu là cái này cái đơn vị nó chuyên sao dạ cái đơn vị ngày xưa chú đi tiểu quân lục chiến là cái đơn vị nó chuyên cái này dạ đơn vị đây là tiểu ngôi thư điên tiểu đoàn 2 à tiểu ngôi châu điên châu gì châu điên châu điên hả à tiểu ngôi châu điên là nó ở đâu ở đâu ra ở gia dùng một dùng một là người dùng một quế à dùng một là quế quế quản trị à dạ thì đánh trận mùa hè nữa rồi năm 68 thì đúng không cái năm 72 mùa hè nữa rồi á là cái thời điểm đó là như là quân ta sinh đã rút về một phần hay không? Dạ, là mấy anh này là phải vậy, mấy anh cũng chuẩn bị vào trước là năm 2000 rồi, mà dính canh được, dính dội dài luôn, đúng rồi ạ, dính dội dài luôn, vô không được, đúng là vô, chuẩn bị sắp đặt sẵn rồi đó, vô năm 2000 dính dạt ra luôn, được tới 75 mới vô, 75 mới chạy vô, trong cái băng sào sáo trên này em còn giữ rồi thì mấy ba có ba là ba những người trời tướng rồi còn đi giúp mẹ đi về em nghĩ cho mình nói về đó giữ vợ em này này vừa khổ lắm này này vừa mà tại vì tâm sự đi tại bên dành ông bà tổ tư mình dành họ mình ở Việt Nam ở cái Việt Nam mình qua biển giờ mình xuống đây cái con người
xin tiền nữa chuyện đó, đi rồi anh quay lại về đó. Ngày xưa chú cấp bậc gì? Dạ ngày xưa chú cấp bậc gì? Dạ à chú nước từ binh liền lên vậy, từ trong binh mà về lên tới ấy. Ngày xưa cái bậc thấp nhất của nó là gì? Là binh gì hả? Binh liền. Binh gì? Rồi lên cái trường chuẩn nhất. Rồi đó là ông phá trường chuẩn nhất của người dài và trường lý. Và chủ văn là lạc đó. Ý là cho con hỏi là ngày xưa là cái bậc binh gì là thấp nhất đúng không? Ờ đó. Binh gì là tốt binh nhất? À. Có hạ sĩ không? Có hạ sĩ. Hạ sĩ là trung sĩ hả? À, hạ sĩ, trung sĩ và trung chuẩn nhất. À, trung sĩ nhất. À, trung chuẩn nhất. Vậy là trung chuẩn nhất thì bắt đầu lên thượng sĩ. À. À, thượng sĩ bắt đầu lên cả trung chuẩn nhất. À, tự nhiên nhất là học phá rồi chỉ ra học phá chỉ ra trời lạc á, cho nên là cái lần ra chuẩn lý là cái lần ra mấy người đó là ra. Còn mà nói là anh đi học mà có bậc cơ thì kêu có trung tổ á, anh học ra ra chuẩn lý rồi chuẩn lý là chuẩn lý chưa anh đây. À, có thứ quý không? Không có thứ quý hả? Có thứ quý rồi em. Và anh chuẩn quý là mới thấy quý à, trung quý à, trung lý là cái gì nữa có thượng quý không à, à. À không có ông có thượng lý ngày xưa là công của thượng lý quý cho tới đại quý là cầu hai rồi dạ vậy á. Vậy là chú đi lính năm mấy? Dạ chú đi lính năm mấy? Nặng đi lính cũng là bắt quân địch là ấy năm tám mấy năm ba sáu ba tới năm mấy. À. Tới năm mấy chú mới ra ra quân? Năm đó là làm giải phóng mới rồi. Là chú ra quân trước giải phóng rồi đúng không? À chú ra quân trước giải phóng. Vậy là chú bị thương. À bị thương ra quân. Ừ bị thương. Là chú ở đó có đi cải tạo không? Trời không có, vậy mà đi cải tạo vô cũng là vô là chẳng lớn tới đời cải tạo rồi anh. Mấy anh đứa đó đời đông anh giảm cải tạo rồi anh. Mấy năm gì? Mấy 7 năm lên. Đời đời cũng vậy. Đời ban nhân giảng nó để năm hoài rồi nó không có xét thì ta thấy đoàn lên nó bắt đầu ơi nó dịch cái thời chơi dài nó thấy đây người nằm trên lâu á nó giải quyết cái về em nó năm hoài được biết cái là đời ban nhân giảng vô ra đó nó mới cải tạo là tốt nên là cứ nó cho về chứ tự tự nhiên tự nhiên về rồi mấy anh còn mà được chuẩn quý thứ quý rồi kia trung quý rồi á là nó cải tạo đưa ra về Bắc Hà Nội. Cầu mong cho là cũng như người bá tánh người kia bà con người kia có thương tình là giúp đỡ cho tiền á, được gom góp lại người mua cái xe. Bây giờ ông muốn cái xe điện nó chạy nó nhẹ nó sức lực. Bây giờ già quá 80 tuổi rồi, như tanh mạng 140 năm. Và ông già bà già ở Hội Bắc Hải Phòng đến vô là chuyến năm 45 đó biết cái tâm hồi bà Pháp mà nói vậy là giờ về Bắc đó là cứ biết à, anh em được đi vô từ nhỏ ứ ao ở Việt Nam rồi vô tại Việt Nam rồi đi tới nơi rồi về đi nơi thì phải đâu về tại mình nghĩ là ông bà cha mẹ tổ tiên mình ở đây mà rồi rồi qua bển coi rồi thì đi nghe ngày xưa là chú có đi qua Mỹ rồi hả? Đi rồi quay về là đi tới Mỹ hay là đi tới cái đảo nào thôi? Đi tới Mỹ luôn. Rồi đó chú đi làm cái gì? Hả? Đó chú đi làm cái gì? Tàu đi trước về trước năm 75 đi. À đó rồi giờ chú quay đầu về quay đầu về rồi tự tao được gặp ông này rồi ông mới thử ông cứ quay về về luôn mà lại đi về mà rồi ông cho quay lúc 75 á là lúc bên 12 giờ mấy rồi là mình mới ổng vô được đây là 1 giờ là bà tôi ở rồi rồi mình tưởng mình cũng tưởng mình hai cậu điên mình trước kia nghe trước kia là đi xuyên đường anh đi năm của anh vô lính Trung Thụ là con trinh của anh Thụ giờ sau này mới đợi mình lời mới đợi ngủ bắt đầu mới ra từ nơi đi thử hai cậu điên mà ngày xưa đó là cái chưa có cái đất trồng
ví dụ như thủy quân lục chiến là có cái gì nữa? À, thủy quân nữa hả? À, thủy quân lục chiến là đội quân binh. Cái gì? Đội quân binh. Thủy đoàn quân nữa. Đội quân. À, đội quân thì sao? À, đội quân binh. À, đội quân binh. Dạ. Ờ, bây giờ là cái gì ạ? Rồi, binh đầu nhân bao giờ không? Hả? Có lục quân gì không? Không có. À, nó có lục quân. Thủy quân lục chiến. À, biệt động quân. À, đội quân. À, còn mà lính dù, lính nãy dù là ấy rồi mà không quân hả? À, nãy dù á, nãy dù là không quân nó pháp đi. À, ừ, không quân là quân tiền. À, à, những cái tiền là không quân. À, cái nào là quân cái nhiều nhất? Cái nào quân là bộ binh quân nhiều nhất? À, có bộ binh cũng như là chừng 5, chừng 7, chừng còn 21 ra ra vậy á. Vậy là bên là những người nhất là nó cũng có tiểu đội chung, chung. À, có tiểu đội chung đội đại đội nữa. À, tiểu đội rồi hồi đó là ngày xưa là bao nhiêu người tiểu đội hả? Dạ. Tại tiểu đội là có nghe có mười mấy người tiểu đội dẫn tiểu đội đi có mười mấy người và đi kích là được mà chứ còn mà chung đội là hai mấy người. À, là có hai tiểu đội. À, đội là có hai tiểu đội. À, tiểu đội chung đội và có đại đội. À, đại đội anh một tiên trăm mấy. À, đội là có ba ba đến năm năm tiểu đội. À, dạ, có ba là ba ấy anh. Ba có ba. Bây giờ chú khỏe chưa, hắn có bệnh hoạn gì không? Đó có ra ra giờ người lưỡi không có tiền mà lưỡi người kia giờ đứng lên mấy người kia mà hơi tính mặt không có tiền mà cũng để tài thử ngồi ngày có trăm mấy rồi thu 200 hơn đến được 200 đà bà ta để sao giờ giờ nghỉ đi rồi đó anh vừa nghỉ rồi anh già rồi anh ngồi dân chi ngồi tết á mình ba tết. Chú có con cái gì không? À, để con cái con cái mà giờ bỏ về bây giờ tôi mới tôi về Sài Gòn lắm giờ dạ giờ biết mà con chú là con chú ở đâu à, ở Bình Lâm. Bình Lâm Phú Thuận hả? Bình Lâm Phú Thuận đi Bình Lâm dạ ở đó là được nói rồi lính Phú Lâm đó rồi đánh vô rồi ấp trả đường kia rồi có thằng quen nhỏ lấy nhỏ đi. Còn bên thật của chú tên gì? Bên Hậu. Hậu hả? À, đúng rồi Hậu. Tại xưa chú ra quân là cấp bậc gì? Là quân ơi, vậy là nói chuyện trung sĩ nhất á. Trung sĩ nhất hả? À, tại quân lì rồi, lại nãy á, quân chậm với người quân còn mấy là anh ra rồi, trung sĩ tiểu quý rồi, rồi anh mới ra chuyện, không đâu có biết thêm à, đường mòn, đường này, đường kia đâu đâu. À, anh chỉ coi cái địa làm thôi. Dạ. Chú có số điện thoại không? Số thọ nếu mà người ta muốn cho tiền chú là phải liên lạc chú như thế nào và số điện thoại của số mấy? 09 39 39 0939 chú nói là người ta sẽ nghe 0939 675 732 ok Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Văn Hậu là lính của Việt Nam Cộng Hòa là binh chủng là lực sĩ quân lục chiến tuổi 12 châu điên xin các bạn ở ngoài nước ngoài được bình an được an khang thịnh vượng rồi chúc cái chú sức khỏe nha chắc năm mới trở về dạ cảm ơn chú có đi nha dạ dạ rồi có đi lại chứng đạt mà có biết về tôi chiều gì đang liền hả chiều gì đang có tối có liền à, tối có liền dạ đi nha dạ.